đây. Trời ơi, hôm bữa mình nó mấy thì nó tươi hết rồi Phượng ơi. Cái này là nhị hoa huệ tây nè các bạn. Huệ tây nè. Nó rụng hết trơn rồi. Đây là tiền không luôn á. Nguyên nùi luôn nè. Đẹp ghê không? Đẹp quá ha. Mà không biết. Chào tất cả các bạn. Nay mình đi ra ngoài vườn. Dính gì ta? Đi ra ngoài vườn đi lụm cái hộp no xếp. Đây các bạn thấy cái cây của nó nè. Cho mọi người coi nè. Cây no xếp là cây này nè. Đó, cái lá của nó như vậy. Thấy không? Ngộ quá ha. Nó rụng hết trơn rồi. Bây giờ thì mình chỉ lụm dưới đất thôi. Hổm trời mưa nên không có ra lấy được. Nó dơ á. Hôm nay có nắng mày hơi gió chút xíu hơi lạnh lạnh nên mình ra mình lấy, lát nữa đem vô nhà rửa sạch rồi xong cái bắt đầu cái mình đập cái vỏ đó ăn. Đây nè, thì nó rụng xuống, hôm bữa nó còn non lắm, ăn thì nó không ăn. Đây nữa mà coi nè, mình sẽ lột cái này ra nè. Đó, mình sẽ lột cái này vậy đó. Mình có con tay à nên nó là mình lấy xong lát nữa thì mình lột. Đây coi. Đó, nó là cái gì nè. Thấy không? Cái loại này là loại tròn. Ở nhà luôn. Đây các bạn. Nhưng mà mình phải cầm nó coi ha. Nếu mà nó có lỗ là nó hư rồi. Nó ở trong nó không có cái gì hết trơn, cái con gì ăn. Còn không, còn nó cầm mình nặng nặng á. Nó không có lỗ nguyên vẹn đó. Thì mình lấy được. Này được nè. Trái to ghê. Ô già, năm nay to lắm mà. Năm nay sao mà vườn cây này á, trái nó nhiều, trái nào nó đấy nó cũng to, sung trái nó cũng to nữa. Năm nay là coi như là được mùa. Ơ trái này nè, mà thấy không, có không nè, đó có lỗ vậy là không được nha. Này cũng có lỗ nè. Uổng ghê. Hôm bữa mình nói mình ra mình lấy mà mưa gió rồi làm biến, mưa gió lại lạnh nữa đó, khi không muốn đi đâu hết trơn á. Coi nè, thấy mày ha, nhiều lắm, thấy vậy á chưa nè, con coi nè, thấy vậy chứ nhiều lắm ha. Đây, em không, nó nhìn nè. Ồ, nó đâu có hư đâu con ha. Ngon không? Dạ, ngọt ha. Ngọt. Nó ngọt ha. À, con lấy cái đó con kẹp á hả? Lấy cái đồ kẹp càng cua hả? Dạ. Nè con coi coi. Coi hết hả? Thì con coi có bị hư không? À. Kẹp thử coi. À, tại gốc luôn. Ừ. Cái này nó chích là chết luôn. Ê. Nó ngứa. Ngọt ti các bạn. Ừ. Đập đâu, kẹp thử coi. Nào. Vẫn nó có mì cây này nó. Nó làm sao đâu? Hư rồi. Vậy ăn đâu được. Mà vẫn mình phải ăn vít nó mình ăn được mà mì mình phải coi xem mình. Ừ. Cái này được. Chắc này được hả? Ôi cái này được nè. Đâu? Ba ly đang mở nó ra nè.
Ừ chà, bên chút xíu rớt à. Vậy là mình ăn thôi phải không con? Ok. Ừ, ngọt lắm. Chỗ khó mình đi. Mình đi lấy mình ăn. Trên cây đâu còn trái nào đó, nó rụng xuống hết trơn rồi. Hết Bailey ha. Nó rụng xuống đất hết rồi các bạn. Coi nè. Ừ. Giờ cho Bailey ngồi, Bailey thu hoạch. Này thì mình lấy không có cực bằng cái satan, satan cái gai nó chích đó con. Này hai nó khỏe hơn. Có thằng sâu, Belly phát hiện có thằng sâu. Sợ không? Dạ. Mấy đứa này con nhìn thấy gì nó hư hỏi một con lột. Mấy đứa nó xanh để bên đây mà nó đâu có mà giống như mình hồi đó ở Việt Nam đi rừng đi rẫy rồi đâu. Thấy sâu rồi này kia nó sợ. Cái này chắc hư quá nè, hỉnh nè. À cái này ai nó ăn trong. Ai nó ăn con. Cái con gì nó ăn á. Gì vậy? Nó có 3 cái trong một cái. 3 cái. Ờ. Hư vậy. Belly sợ rồi. Nè. Belly hay sâu, Belly sợ rồi. Đây. Ở đây cái ọt ti nó nhiều quá. Sợ nó chích. Ờ thôi. Đã chưa? Đây nữa nè. Bị sâu quá, sâu ăn á các bạn. Thì mình ba trái nè con. Máy bay mới chạy qua. Máy bay. Ui da. Trời ơi cái ọt ti nó chích. Nó chích ngứa lắm luôn á. Đây. Ôi, nguyên nùi luôn nè. Đẹp ghê không? Đẹp quá ha. Mà không biết. Cái cửa này đi đâu cũng được đâu, phải không con? Phá không? Dạ. Nó đi cửa kia. Đây, được trái. Này. Giờ mình đi lấy trái no. Ở đâu? Ở đây nè, đẹp phía sau đây nè. Đi. Lấy đi đây nè. Mình ghé hái luôn cái sung, các bạn thấy nó chín quá trời á. Hôm bữa mình hái một đợt rồi ha, mình quay cho các bạn coi á. Rồi xong cái mấy ngày sau á mình ra mình hái nữa. Đây nè bé ly trái nè. Giờ mình thấy nó chín nè. Nó chín lẹ lắm. Cái trái này nó mau chín. Hái đi chứ nếu không á. Ôi chín. Ờ, cái này con. Lại gần đấy con. Nè các bạn. Đó. Mình không có định hái cái sung. Mình nghĩ là nó chưa có chín. Ai ngờ đâu nó chín quá trời luôn. Bé Ly có thích ăn không? Dạ. Ăn cái cây tốt quá con. Đi lại đây Bé Ly. Đây coi nè con chín nè. Con thấy vậy nhưng mà nó chín rồi Bé Ly ha. Nó xanh xanh nè. Ừ xanh xanh vậy là nó chín rồi. Này còn trái nhiều lắm luôn á. Còn đây trái nữa nè. Thôi. Này chưa. Ồ. Trái nè. Coi nè. Ăn sung đi cho nó sung.
Belly hiểu không? Dạ. Sung cho nó sung sức. Trời ơi, hấp luôn nè, Belly dễ hái luôn ha. Ừ. Mụi ba hái vô đáp nữa. Belly để Belly ăn nha. Dạ. Đó, coi nè. Trời ơi, mẹ chim mẹ ăn nè. Nó ăn cái ruột không à. Mình ăn hết luôn cái vỏ cái ruột. Cái này bự quá nè con. Ừ. Cái này là ngọt lắm luôn Belly. Còn mấy bà chim bà ăn á, bà toàn là ăn cái bà toàn là ăn cái ruột không à, bà bỏ cái vỏ, bà ăn khôn quá trời quá đó. Chưa. Hết rồi. Đi ra ngoài con. Đây đây coi coi. Cái này nó hơi chín rồi Belly. Này nè. Nó cũng mềm mà nhưng mà nó chưa thiệt là chín. Ờ. Coi nè, nó vàng luôn nè con. Thấy không? Ở trên cao các bạn có nhiều. Ôi da. Nó đổ. Nó đổ ơi. Trên cao nó có nhiều. Có nhiều mà mình hái không tới. Này nước mà phải bắt thang lên á. Bước luôn nhanh. Biết làm sao. Ơ, cao quá. Ai mượn mình luôn chứ. Thôi thử coi kiwi hết được chưa. Chưa, mới coi rồi. Kiwi nó còn sống quá. Đây sao. Có cái cây này các bạn. Cây này là Noel đó. Hái vô mình trưng ra trên bàn nè. Tây người ta cũng bán cái này để làm deco rồi các bạn. Đó. Nguyên cây luôn. Trái quá trời. Tí con cái là trái của nó mình ăn được. Wow, quá trời chưa. Trái hả? Cây kiwi triệu trái luôn. Đó, quá trời trái luôn. Mình để ăn cái chặt này á. Rồi xong cái cắt nó, cắt hết mấy cái này. Cho nó năm sau nó ra trái nhiều hơn á. Mà trái nó to hơn nữa các bạn coi nè. Kiwi triệu trái. Trái quá trời trái luôn. Hay mê quá ha. Thấy ham quá nên không cắt cái nhánh bỏ. Để ăn mùa này xong đi cắt. Đã rồi chưa? Cứ nhắc à. Mọi người nếu thích video của mình thì hãy nhấn like và đăng ký kênh, chia sẻ kênh luôn nha. Cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại video sau. Bye bye.